Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ về những trải nghiệm tâm linh của mình. Không phải tự nhiên tôi lại nảy sinh hứng thú với những câu chuyện ma quái như vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ một sự kiện có thật. Cũng chính từ sự kiện đó mà nhận thức của tôi đã bị thay đổi. Kể ra đây thực chất là để thỏa mãn trí tò mò của mọi người. Bản thân tôi cũng coi đó như cảm hứng để viết. Ai tin, ai ngờ tôi đều không quan trọng. Biết đâu trong số những thính giả ở đây có người đã vô tình gặp phải cái chuyện tương tự, đầu đuôi như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe để biết rõ. Bà ngoại tôi mất khi mà tôi còn đang học lớp 12. Hôm ấy là ngày 15 tháng 2 âm lịch. Tôi vẫn nhớ lúc mẹ tôi khóc bà. Mẹ nói là bà tới khi nằm xuống vẫn chưa hết khổ. Ngày giỗ trùng với ngày rằm, coi như là mất giỗ. Chuyện bắt đầu từ đêm hôm trước, bác tôi ngủ chung bà. Lúc bấy giờ bà vẫn còn tỉnh táo. Bà bảo bác ngủ ở giường ngoài, giường trong nhỏ nằm hai người thì chật lắm. Nửa đêm bác tôi giật mình tỉnh dậy, nghe trong buồng thì có tiếng cót két, tưởng là bà muốn đi cầu. Bác tôi liền vào trong xem. Bác sợ bật đèn làm cho bà lóe mắt, cho nên cứ như vậy lần mò đến đầu giường. Để đánh động bác hỏi bà dậy à, muốn đi đâu thì bác đỡ đi. Nhưng bà tôi không đáp lại. Lúc đó bác thấy trong màn, bà vừa nằm vừa xoay người, cứ lộn từ đầu giường xuống cuối giường, chăn gối đều bị đạp dư hết. Bác tôi hoảng quá vội bật đèn lên, chui vào trong màn lay bà, sờ tay vào chân của bà xem có bị làm sao không. Sau một lát thì bà mở mắt. Bác kể là bà vẫn còn nói được chuyện, chỉ là không còn minh mẫn. Nhìn bác mà bà cứ hỏi là cái vê về rồi à. Bác Vê là con thứ ba của bà tôi. Từ hồi mẹ tôi còn chưa lấy bố thì bác đã bỏ đi đâu biệt tăm. Tên này đã là hơn 20 năm mà không có chút tin tức gì cả. Bà hỏi như vậy thì bác tôi chỉ bảo là không có phải, con là Đê đây. Bà tôi cũng ậm ừ. Nhưng bác bảo là chắc là từ đó bà đã yếu lắm rồi. Mẹ tôi cứ trách bác mãi, sao sáng hôm sau bác không báo cho mẹ ngay. Bà nửa đêm quay vòng như vậy là do phát phiền ở trong người, cuồng tay cuồng chân không có nằm yên được. Đây cũng là dấu hiệu khi mà cơ thể đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng. Nếu đưa đi viện hồi sức cấp cứu kịp thời thì may ra sống. Bác còn kể tiếp, đêm ấy bác ra ngoài ngủ với bà, gần như là bác thức đến sáng. Lúc dậy chuẩn bị đi chợ, bà cũng mở mắt, dặn bác là mua cho bà ít bánh cuốn. Từ lúc bác đi chợ cho đến khi về là tầm khoảng 20 phút. Bác có dặn lại chị họ tôi phải ngồi ở giường xem bà có uống nước hay không. Thế mà đến lúc bác về, chị họ bảo hỏi bà bao nhiêu câu mà bà không có đáp, chỉ nằm quay mặt vào trong tường thôi. Nghe thấy như vậy thì bác liền rụng rời, vội vén màn lên gọi bà. Lúc đó thì bà đã cấm khẩu, ù tai không còn nghe được gì nữa. Gia đình tôi định đưa bà đi bệnh viện, nhưng mà bác sĩ cấp cứu thông báo cái lỗ đồng tử của bà đã loãng, không có khả năng cứu được nữa. Dù rất là xót xa, nhưng mà mấy người già trong làng đều cảm thấy con cháu khóc trước khi bà chút hơi thở cuối cùng. Sợ làm như vậy sẽ khiến cho bà lưu luyến người thân, ra đi không có được thanh thản. Tới hơn 1 giờ chiều thì trong nhà mới rộ lên tiếng khóc, dâu rể cháu chắt đứng kín xung quanh giường. Tôi được mẹ kéo tay vào gần bà để bà nhìn mặt lần cuối. Lúc đó tôi chỉ biết khóc thật to mà thôi. Ông thầy cũng được bác trai của tôi mời đến. Ngay lúc báo tang, ông ấy cầm mảnh khăn trắng qua che mặt cho bà, bảo người nhà lùi xuống để khóc, để nước mắt nhỏ vào thân thể của người đã khuất là không có lời. Có điều cũng không được gọi tên húy của bà, coi như bà vẫn còn đang tại thế, khóc là để giải tỏa mà thôi. Qua đêm đầu tiên sau khi mất, sáng ngày tiếp theo bác trai trưởng sẽ phát phục và thuê kẻn trống về khóc đám. Bà nằm sẵn trong tấm áo lục hình màu vàng, hai tay nắm hở trên ngực, một tay giữ đồng tiền xu, một tay cầm túi gạo. Tiền là để trả công qua đò qua sông, còn gạo là để ăn đường, cũng có nơi quan niệm là để rắc đường. Mẹ tôi còn bảo bà ngậm một cây kim vàng ở trong miệng, để có bị quan đi tuần tra hỏi cũng dễ ăn nói. Riêng ảnh để ở đầu hòm của bà là gia đình tôi chưa có chuẩn bị xong, tức là tới cận giờ nhập quan cũng không có đặt ảnh. Thầy cũng đành bảo là anh họ tôi lấy hai cái que trúc buộc thành hai chữ thập, đợi sau khi đặt bà nằm xuống rồi sẽ gỡ vải liệm trên người của bà treo lên, bó tay chân lại như hình người. Cái đó gọi là hồn bạch, là đồ thiết thân lúc lâm chung tạm thời dùng để thay dị ảnh được. Thầy cũng xem cho nhà tôi giờ để bà nhập quan, nhưng xin tới năm đại âm dương cũng không được, vì ngày bà mất trùng với ngày rằm nên quan đi tuần rất ngặt, mà trời hiếu hỉ đều không cho qua. Tới hơn 10 giờ thì tôi lấy ảnh về,
Mọi người hạ hồn bạch xuống và đặt ảnh lên chiếc quan tài. Các nghi lễ cúng tế lúc này mới bắt đầu. Ngoài khoảng thời gian bối rối lúc phát tang thì gia đình tôi không gặp phải cái chuyện gì bất cập nữa. Đám ma diễn ra suôn sẻ cho tới chiều ngày hôm sau. Khi đã hoàn tất mai táng cho bà, trong nhà có mời thầy cúng về cầu siêu, đọc kinh để cho bà được thanh thản. Trước khi ra về thì có nói lại rằng gia đình xem sau 100 ngày của cụ có gọi được cụ lên không thì nên gọi thử, xin chuyển ngày giỗ sang ngày 16 để cụ được về với con cháu. Nhà tôi cũng coi như là tín đạo, chuyện đó tất nhiên là không ai phản đối. Sẵn tiện trong vùng lúc bấy giờ đang nổi lên một trung tâm gọi vong rất là thiêng. Ai chết đường chết chợ, mộ mất mà trôi đều có thể gọi lên chỉ chỗ được. Từ đây tôi mới biết đến cái chuyện âm dương suy tịnh thế nào. Chả là sau 100 ngày, nhà tôi tổ chức đưa bà lên chùa. Và hôm tiếp theo thì qua nhà cô Tài, người được cho là ăn lộc cô lộc cậu. Nhà người này nằm trong ngõ, nghe nói là từ ngày được hầu cô cậu thì ăn nên làm ra. Tiếng tăm đồn từ miền xuôi cho đến miền ngược. Ban đầu chỉ là xem mộ mà quanh làng, sau đó giúp gọi phong lên để nói chuyện. Được cái nhà cô không lấy tiền của ai bao giờ, ai đến nhà cô gọi thì tùy tâm công đức. Một cái đặc biệt nữa ở trung tâm của cô Tài, đó là vong lên sẽ nhập vào người nhà. Bất kỳ ai đến, theo hướng dẫn của cô mà vong hợp người nào đó sẽ nhập vào người đó. Nghĩa là cô không bị bợm lừa đảo ai, tất cả đều là tự thân con cháu gọi ra. Người nhập rồi sẽ nói gì, làm gì, cái đó là do vong chỉ đạo. Khi chúng tôi đến, ngõ vào trong nhà cô Tài dựng đầy xe máy. Bên trong không còn chỗ để, nên chúng tôi về gửi xe ở nhà dân gần đó. Ban đầu tôi nghĩ vào trong phủ sẽ thấy những khung cảnh u ám, với cửa đóng vòng trong vòng ngoài, một tủ thờ vĩ đại, nên trưng ra hai ngọn đèn đỏ, người ngồi khấn vái lụp sụp. Nhưng mà đi đến trước cổng tôi mới nhận ra mình nhầm. Phải nói là tiếng người từ trong vọng ra rất ồn ào, giống như một phiên chợ thu nhỏ. Qua cánh cổng sắt mở rộng, chạy dọc suốt khoảng sân diện tích khoảng 80 mét vuông. Đêm qua tôi cũng thấy được khoảng 50 cái chiếu dài thành 4 hàng dọc. Người với người chen nhau ngồi khắp các chiếu, cứ 5-6 người quay lại thành một vòng cung. Họ chụm đầu một cái bàn nhựa, đồ đạc là để lên trên bàn đó. Nhà tôi cũng đã cử người tới đây để xí chỗ trước, vì nghe giới thiệu là tầm này sẽ đông người đến gọi. Nhưng mà dù đông cũng không nghĩ đến cái cảnh tượng này. Trong lúc loay hoay, tôi may mắn tìm được chiếu nhà mình. Bên cạnh cũng toàn là người làng, họ đến đây để gọi vong liệt sĩ. Hóa ra là cô Tài còn gọi được vong liệt sĩ, thảo nào mà tiếng tăm của cô phát triển như vậy. Sau khi đã yên vị, chiêu hàng xóm mới mách chúng tôi cách để cho vong nhập vào xác. Đầu tiên là phải lấy thân cây chuối tươi để chuẩn bị sẵn ra, cắm ba que nhang lên đó cho nó cháy. Bày trên bàn một đĩa gạo, ít bánh xếp vào một bên, ít hoa quả xếp vào một bên đối diện. Nhất thiết phải đem ảnh vong dựa vào trong thân cây chuối để vong có thể lên còn biết mà nhận mặt. Nhà tôi cũng đem theo trứng gà sống để lên đĩa gạo. Đây là lòng thành của con cháu, ai biếu được cái gì thì biếu. Tiếp đến là dâng sớ đến trình trong phủ cô Tài. Hiểu đơn giản là cô có thể dùng cái sớ như lệnh bài chiêu hồn. Mẹ tôi bảo cô sẽ triệu tập vong từ dưới âm tào lên, sau đó nhà tôi mới hô vong nhập vào xác. Nghe đã ảo diệu, từ khi bắt tay vào hành động còn thấy kinh tởm hơn nữa. Trong lúc nhà tôi cho người đi trình sớ vào phủ, tôi được dịp chứng kiến cảnh vong nhập vào xác. Tức là lúc đó bên chiếu nhà hàng xóm đã có hồn về, thẻ hương cháy sắp tàn, người ta lại vội vã thắp ba nén mới lên để mong cái làn khói mỏng manh ấy bợ đỡ cho chân vong ở dương thế. Vong là thần là thánh, đừng ai nghĩ vong là ma quỷ. Tôi đoán là họ không muốn người thân của mình bị so với ma quỷ, nên mới phải chiều như là chiều vong. Họ lim dim mắt, ngồi xếp bằng hai chân và hơi rung người. Có khoảng 3-4 người hợp vong nên bắt đầu nhập tịnh. Những người còn lại dùng lời nói dịu dàng để vong ngồi lên đầu lên cổ, nhập xác con cháu của mình. Cái nó nói thật là hết sức buồn cười. Người nói thì mỗi miệng một câu. Có khi người này nói vong khôi ngô đẹp đẽ, người khác lại nói vong cường tráng đẫy đà. Nói tới hết các mỹ từ để tả người, khiến tôi cũng phải ngó xem ảnh người được gọi lên trông thế nào. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, ảnh chụp khi vừa lấy vợ, sau khi ra trận và hy sinh tại chiến trường B. May mắn là người này cũng đã có hai con gái. Hôm nay họ đưa mẹ và mấy đứa nhỏ đến để tìm ông ngoại. Chả thế mà trong những người ngồi nhập tịnh có một thằng bé tầm khoảng 11 tuổi cũng nhắm mắt xếp bằng. Tôi nghĩ nó bắt chước người thân cho nên là không có để ý.
Nhưng mà tới khi bên nhà tôi bắt đầu làm lễ, chiếu hàng xóm bỗng òa khóc lên. Tôi nhìn sang thấy mấy người lớn đều vật ra chiếu mà khóc. Họ vái lấy vái để đứa nhỏ. Thằng bé kia mặt đỏ tía tai, hai mắt thì nhắm chặt, tay chống xuống đùi, ngồi thẳng người dậy. Nhập rồi, đấy ông cháu hợp nhau, mới đó mà đã lên rồi đó. Tôi nghe loáng thoáng thấy người mẹ và bác nói chuyện với nhau. Thú thật là tôi không có tin chuyện này. Tới khi thằng bé kia bắt đầu hành động, bản thân lập tức bị một phen kinh thần. Vì lần đầu tiên mục sở thị cái cảnh vong nhập người, cho nên là tôi được tập trung quan sát. Lúc đó cả bố tôi chứng kiến, bố tôi cũng không thể giải thích nổi. Một đứa trẻ 11 tuổi, sau khi lừ đừ ngồi lắc vài vòng, đột nhiên hai mắt nó đổ lệ. Tức là nó khóc mà không thành tiếng, khóc tới mức ướt hết cả cổ áo, hai tay vẫn chống đùi, chân rung rung, không nói không rằng chỉ như vậy mà khóc. Cô Tài được mẹ tôi nhờ xuống hướng dẫn gọi vong trông thấy, liền quỳ xuống bên cạnh thằng bé, bảo với nó là bác trai về gặp vợ con có phải không. Bác về thì phải mừng chứ sao bác lại khóc. Có một lát mới thấy tay trái của đứa bé giơ lên, nó đấm mấy cái vào ngực, nước mắt vẫn rơi lã chã. Đau lắm. Đứa bé vừa đấm vừa nói, điệu bộ như một người trưởng thành đang than vãn. Cô Tài lại ngọt nhạt hỏi, bác đau thế nào? Bị giặc bắn vào đây, đau lắm. Thế là cả chiếu lại thi nhau khóc. Người lớn tuổi nhất bên đó cũng là vợ của liệt sĩ kia, liền ôm tay đứa nhỏ, gào khản tiếng, giọng già cả nghe vô cùng thảm thiết. Cô Tài nói gia đình phải bình tĩnh, vong là liệt sĩ nên có thể hy sinh trong khi bị thương tích khắp người. Được lên gặp người nhà thì phải hết sức vui, an ủi nhau, khóc như vậy không giải quyết được việc gì. Cô hướng dẫn phải mời mọc khuyên giải, hỏi han vong, rồi từ từ mới được xin đưa vong về. Nghĩa là khi vong ưng rồi thì sẽ chỉ chỗ nằm cho mà tới đón. Bên nhà đó lập tức nín khóc, họ rót rượu và châm thuốc lá cho thằng bé, nói những lời hết sức tình cảm. Người nào là vợ thì nhất nhất hỏi ông có nhận ra tôi không, xong lại tới hai cô con gái, mà trong hai người bọn họ có một người là mẹ đứa nhỏ. Nhưng lúc này cũng một câu bố ơi, hai câu bố ơi. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, bản thân tôi lại không có nhịn nổi cười. Đấy là còn chưa đến màn chính. Đứa trẻ sau một hồi khóc lóc than vãn, nó đỡ lấy cốc rượu và điếu thuốc, hai mắt vẫn nhắm chặt. Một hơi nó nốc cạn cốc rượu gạo ở trong tay. Tiếp đó nó rít mấy hơi thuốc, hít vào đâu thở ra đường nào, mặt làm biểu cảm ra sao nó đều thể hiện được hết. Có bao nhiêu đứa trẻ 11 tuổi mà làm được như vậy. Cảm giác lúc đó của tôi giống như mình vừa gặp ma. Trán lấm tấm mồ hôi và mặt biến sắc. Nếu mà thực sự là vong nhập, vậy trong khoảng sân này có bao nhiêu là hồn ma đang hiện hiện. Chưa bao giờ cảm giác âm dương lại gần nhau như vậy. Cứ chốc chốc từ một góc nào đó lại vang lên tiếng khóc, báo hiệu vong đã nhập vào người. Mừng không cầm được nước mắt khi thấy người quá cố trở về. Ấn tượng của tôi về lần đầu tiên đi gọi vong chỉ dừng lại ở đó. Nhà tôi ngồi hết buổi chiều cũng không gọi được bà lên. Cô Tài giải thích là bà tôi mới mất nên chưa đi mây về gió nhanh được. Nếu mà gia đình kiên trì thì hôm sau sẽ đến gọi, cô sẽ hỗ trợ đưa đường chỉ lối. Bản thân tôi rất tò mò về việc vong nhập xác người sống như vậy. Không biết cơ chế để một người bị vong nhập diễn ra thế nào, tâm sinh lý của người đó thay đổi thế nào, cảm giác khi người khác nhập vào mình có được bình thường hay không, có nhận biết được xung quanh không. Thế nên hôm sau tôi lại theo mẹ sang nhà cô Tài một lần nữa. Ngày nào ở chỗ cô cũng đông như vậy. Lần này nhà tôi lại ngồi cạnh chiếu của người làng. Thời kỳ tổng động viên năm đó có rất nhiều thanh niên trai tráng lên đường vào Nam. Phần lớn đều hy sinh tại chiến trường Bình Trị Thiên. Rất ít người còn tìm lại được hài cốt. Thân nhân họ đến trung tâm này để mong có cơ may đoàn tụ với người liệt sĩ thất lạc. Ông ngoại tôi cũng mất trong đợt đó. Sau khi người ta đi gọi vong liệt sĩ đông như vậy, gia đình tôi cũng thử gọi ông. Nếu được thì để hai ông bà gặp nhau một thể. Những người hợp ông như là tôi, bác cả hay là bác thứ đều ngồi vào thiền định. Có lúc tôi cảm giác người hơi lâng lâng, toàn thân thả lỏng, tay chân bỗng nhiên mất hết sức lực. Nhưng mà cảm giác đó qua nhanh, chỉ loáng một cái là tôi lại tỉnh táo, đã cũng chưa phải là vong nhập. Lúc mọi người không để ý nhất thì tự nhiên chị họ của tôi lại gục đầu xuống. Sau đó chị ấy khóc như thằng bé hôm trước. Mẹ tôi thấy đầu tiên nên vội hú hồn gọi tên ông, hỏi có phải là ông Pê đấy không. Đầu của chị tôi cúi sâu, nước mắt chảy thành giọt xuống chân, nhưng không để ai thấy là mình khóc. Phải hỏi đến câu thứ tư thì chị mới gật đầu. Mẹ tôi lập tức nắn tay nắn chân của chị ấy, xúc động mà khóc nấc lên. Ông ngoại hy sinh trước khi mẹ ra đời, có ngày gặp lại như vậy quả thực là một kỳ tích.
Mọi người hỏi ông xem có bị đau đớn không. Nghe chừng ông tuyên nói chuyện rất là khó khăn. Cô Tài bảo là do chỗ ông nằm bị mối hoặc là kiến làm tổ che hết mũi miệng của ông. Gia đình tôi thương quá, bao nhiêu năm ông phải nằm nơi đất khách quê người, thân thể còn bị xâm phạm tới mức đó, giờ quyết phải đón ông về đây để mai táng đàng hoàng. Ông ngồi được một chục phút thì người ngả ra, mắt vẫn nhắm nghiền như không thấy gì. Bác cả và bác hai nhà tôi đỡ lấy người ông. Hai bác bảo chị tôi lúc đó thì nặng lắm, đỡ mãi không thẳng người lên được, người cứ như là đeo đá. Đến hai bác cũng phải dựa vào tường mới có thể đỡ được chị ấy. Mẹ tôi vừa khóc vừa hỏi: bố có biết con là ai không? Con là đứa út, bố bỏ lại mẹ và con đi. Từ đó bặt vô âm tín, mẹ con khổ trần đời bố ơi. Ông không nói gì, mặt cứ méo sạch đi. Vừa ngừng khóc được giây lát, ông lại giọt ngắn giọt dài, đầu hơi gật gật. Mỗi vòng lên biểu hiện lại có một khác. Tôi thấy chủ yếu là họ khóc rất nhiều, có người còn trách cứ thân nhân, hờn dỗi đủ kiểu. Nhưng thái độ của ông tôi như vậy thì hiếm lắm. Bác cả của tôi vừa lau nước mắt cho ông vừa nói: bố có đau ở đâu thì nói cho chúng con biết, muốn ăn uống gì thì cứ chỉ, con cháu bố ở đây cả mà. Lúc này ông liền chỉ vào cổ, sau đó thì xua xua tay. Bác tôi vẫn hỏi: đến câu của họng bố bị giặc đâm trúng có phải không? Ông mới gật đầu. Cô Tài bảo phải từ từ để ông hồi lại mới có thể nói chuyện được. Nhà tôi gặp được ông như vậy là nhanh rồi đó, có gia đình đến đây 3-4 ngày mới có thể gặp. Nói theo cách tích cực thì ông vẫn còn luôn luôn theo dõi con cháu, hồn phách nhớ đường nhớ lối mà về nhà phù hộ cho toàn gia. Chúng tôi khóc thêm 20-30 phút nữa, tới khi thấy ông không còn dầu dĩ nữa thì bác cả tôi mới hỏi: bố đã hết đau chưa? Ông bây giờ mới có thể nói, ban đầu chỉ ậm ừ mấy tiếng. Hai mắt của ông nhắm nghiền nhưng vẫn còn ngoái lại nhìn bác tôi. Bác tôi lại hỏi tiếp rằng: thì mẹ con vừa mất bố đã biết chưa? Ông đáp là biết rồi, nhưng còn chưa có gặp được. Sau đó ông hỏi lại: thế mẹ mày đi thì ở nhà ai trông lợn? Chứ mày còn nhỏ trông không có đặng rồi, chúng nó chết ra đó. Tức là ông vẫn còn nhớ trước khi đi bê, nhà bà có nuôi một chuồng lợn. Bây giờ các bác còn nhỏ, ông chỉ nghe mà không thấy được ai với ai. Chị họ tôi hơn 60 tuổi, tôi cũng không nghĩ chị ấy biết được từ những chuyện từ thời ông thôi. Nhưng mà khi bác hỏi chị đều trả lời có câu đúng, có câu bỏ qua, vì lâu quá rồi không có nhớ rõ. Phải nói thật là tôi phải thay đổi nhận thức hoàn toàn sau 2 ngày tới trung tâm này. Nếu ai đó chưa từng thấy vong nhập sẽ nghi ngờ chuyện của tôi. Kiểu như là thầy gọi vong lên xong nói chuyện những cái gì đó, chỉ có dưới cõi âm thì là lừa đảo. Tôi đây là chính mắt thấy người nhà của mình đang nhập, đang bình thường bỗng thành một người khác, miệng nói được vanh vách những chuyện ngày xưa. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả. Trước nhà hàng xóm cùng lúc cũng có vong lên, người nhập vào là con trai của liệt sĩ ấy. Bắt đầu nhà tôi mải hỏi chuyện ông cho nên là không có để ý. Mãi sau thấy chiếu binh rậm dịch thì mới nhìn sang. Chú bị vong nhập vào mặt đỏ như gà trọi, mắt nhắm hờ. Đang ngồi đột nhiên chú ta đứng phắt dậy, chân nghiêm tay đặt trước trán đã đang chào cờ. Mọi người cũng không hiểu chuyện gì. Tự nhiên chú ấy liền hô lớn: 1212, rậm chân tại chỗ. Bác cả tôi mới chỉ chú ấy hỏi ông: chú kia là chú S, chú đi bê với bố ngày xưa đó, nhà chú ngay đằng sau nhà mình, bố có nhớ không? Ông tôi ngửa mặt lên nhìn, sau đó lại nói: không phải, thằng S ta còn lạ gì, nó ngày trước làm liên lạc viên, xong xung phong lên tuyến trên, thằng S nào ở đây? Cả nhà tôi và hàng xóm đều bất ngờ trước câu nói của ông. Bên nhà đó còn hỏi chú bị vong nhập xem có nhận ra ai đang ngồi bên kia không. Vong ấy không trả lời, dậm chân vài cái rồi lập tức rời đi. Nhà tôi tới làm phân vân lắm, hỏi cô Tài thì cô bảo vong tất nhiên là phải nhận ra nhau, nhìn người có thể không nhớ rõ nhưng mà không có chuyện nhận nhầm vong. Vì thế nhà tôi có phần suy nghĩ, nếu ông mình đúng thì kia không phải là liệt sĩ S, cái vong nhập vào người chú ấy là ai? Không phải vong của người nhà có vấn đề gì không? Cơ bản là chuyện đó không thuộc quản lý nhà tôi. Mọi người lại quay vào hỏi han tình hình của ông, rằng ông có nhận được giày quần áo cúng dỗ gửi xuống hàng năm hay không. Ông bảo là không nhận được gì sất. Ở dưới đó người ta phân phát đồ như thời bao cấp, chẳng biết quần áo của ai, mà mấy cái thứ tiền giấy, tiền âm phủ cũng không dùng được, tốt nhất về sau đừng có đốt nữa. Hỏi ông về ngày dỗ mà nhà làm cho ông có đúng không, ông bảo là sai rồi, nhưng giờ bà đã không còn thì ông cũng chẳng về làm gì nữa. Nhà tôi chột dạ, bảo là hay để bố cho bọn con cái địa chỉ của bố, để bọn con vào trong đón bố ra,
đoàn tụ với mẹ ở ngoài này. Ông liền gạt đi, đáp chúng mày không cần phải tìm, tao ở đấy có bạn có bè, về đây một chốc một lát rồi lại vào chiến khu mà thôi. Dù là con nào nói, ông cũng không chịu đưa hải cốt về nhà. Hỏi mãi ông đâm ra giận, không nói không rằng gì cả. Mẹ tôi bây giờ nhớ lại vẫn còn thương ông, bảo là ông vì con vì cháu, chắc chỗ yên nghỉ trong rừng rú xa xôi, không muốn con cháu phải khổ mà đi vào trong đó đưa ông ra. Có khi xương cốt cũng đã mục hết, như nhà nào đi đón hải cốt liệt sĩ về chỉ được một nắm đất không nguyên vẹn đó. Bố tôi lại nói, chắc ông cũng chẳng nhớ xương cốt nằm ở đâu nữa. Bao nhiêu năm như vậy rồi, ông đi mây về gió suốt, muốn ông chỉ đường người trần mắt thịt là bất khả thi. Trò chuyện với ông được khoảng vỏn vẹn 4 tiếng, ông bảo mệt cho nên ông phải đi, còn dặn từ giờ không cần con cháu đi gọi như thế này nữa, nhọc công ông lắm. Nhà tôi vâng lời, sau đó thấy chị họ đang ngồi đột nhiên thả lỏng toàn thân, hai bác đỡ sau lưng cũng không còn tin nặng như trước nữa. Khoảng 5 phút sau thì chị họ tôi tỉnh lại. Mọi người hỏi chị có nhớ gì không, cảm thấy trong người như thế nào, đầu óc đã tỉnh táo chưa. Chị bảo lúc nãy ngồi lim dim, tự nhiên mắt xíp lại, tại vẫn còn nghe tiếng nói mà không đáp được. Chị cũng biết nước mắt của mình chảy ra, nhưng không thể nào cho tay lên lau đi được, kiểu như toàn thân thoát lực, mệt mỏi không muốn nhấc lên. Quá trình tiếp theo, chị chỉ nghe thấy mọi người nói chuyện xung quanh, không thấy gì cũng không đáp được gì, gần như là mất hết chỉ giác. Giờ tỉnh lại cảm thấy xương cốt rã rời, người chỉ trực lả đi. Nếu ai từng bị bóng đè sẽ hiểu hoàn cảnh của chị tôi lúc bấy giờ. Chính xác đó là một dạng bóng đè, não bộ vẫn còn thức nhưng mọi giác quan đều không thể hoạt động. Phong nhập vốn dĩ là chuyện rất hoang đường, một con người sống không bị bệnh gì về thần kinh, bỗng thay đổi suy nghĩ, nhớ được tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ khi mình chưa đẻ. Chỉ kể lại thôi tôi đã thấy khó tin rồi. Nếu không tận mắt chứng kiến, lại chính người nhà của mình trực tiếp liên quan, chỉ như vậy mới không thể bị ai mua chuộc. Cô không thể nói mò mà đúng được chuyện trong quá khứ. Phòng ấy tôi gọi là vong nhà mình, còn ngập không phải vong nhà mình nhập vào, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Phòng đó được gọi là âm binh. Cũng trong mấy ngày đó, tôi được thấy luôn cả âm binh nhập vào người sống, cảm giác như trải nghiệm về thực tế thế giới tâm linh vậy. Sau 2 ngày đi phủ cô Tài, toàn gia đình chúng tôi ai về nhà đó. Gian thờ bây giờ chuyển vào trong gian bà ngoại, bác cả là người chăm sóc hương hỏa trong đó. Phòng của bà nằm ở dãy nhà ngang, trước cửa là sân phơi thóc, qua sân rẽ đến một khu vườn ăn quả. Dù là đi từ cổng vào hay là đi từ nhà ra thì thứ đập vào trong mắt đầu tiên là cây thị già, trông ở rìa bao lơn sát với bể nước. Cây thị cao tới 3 tầng nhà, tán rộng che quá nửa sân, cành lá sum suê. Nó là được bà trồng từ ngày đẻ hai bác. Ngày đó bà được thôn cắt thêm miếng đất trước cửa. Bà tính trồng cây gì vừa ra quả vừa cho bóng mát, cho nên mới cắm hột thị xuống đó. Ngày bà mất, bác cả lấy khăn tang buộc ở thân cây, trong khi những cây khác bác chỉ quệt vôi trắng. Hỏi thì bác bảo là cây thị này theo bà lâu nhất, tính đến nay nó đã trồng được khoảng 45 năm rồi, so ra chẳng khác gì người nhà. Tôi không biết nếu mà biến cố kia không xảy ra thì cây thị có thể che hết sân và ngọn của nó sẽ cao tới đầu nữa. Hơn 10 giờ sáng ngày thứ 3, sau 100 ngày của bà, một người đàn ông trên 50 tuổi, cũng là người trong làng, tự xưng là cụ B, một người mất cách đây khoảng 80 năm. Người đó cầm gạch, dao dựa xông vào cổng, bất chấp sự ngăn cách của các bác trong nhà. Một tay người đó dọa sẽ đập chết ai đó lao tới gần, một tay vung dao chặt xuống thân cây thị. Bố mẹ tôi cùng các bác ở xa được báo đến để giải quyết vụ việc. Nghe qua điện thoại tôi chưa hiểu rõ tình hình, lúc đó mới nhớ rõ người tự xưng là cụ B kia thực chất là vừa đi gọi vong ở phủ cô Tài về. Thân nhân của người đó có nói qua lý do với chúng tôi rằng bộ cụ bà nhà họ bị sụt mất từ lâu nay, gia đình bên đó muốn xây nhà thờ tổ cho nên đi gọi cụ, xin cụ chỉ chỗ mà bị vùi để đem về trùng tu lại. Người đàn ông kia là cháu bên nội nhà cụ B. Ông ta được cụ nhập vào và dẫn người nhà đến đây để đòi mộ. Một điều khó hiểu là người đàn ông đó khăng khăng dưới gốc thị này là tiểu của cụ bà bên đó. Trong lúc nhà bên đây giải thích, người đàn ông không nói không rằng, cứ dùng dao băm bổ vào cây thị. Lời nói của người đàn ông đó rất là gay gắt, không xem nhà chúng tôi ra gì cả. Bất cứ ai cản ông ta đều bị dao vào gạch đập thẳng tay. Tôi nhớ ông ta nói chúng tôi là hàng con cháu,
Ông ta thì một điều cụ bê, hai điều cụ bê, chỉ từng mặt các bác tôi rồi chửi, dọa rằng nếu mà không đào cái thị này lên, cả nhà tôi sẽ bị vật chết. Các anh chị tôi không tín như các bác, nghe ông ta nói thì tức lên, phải người vác gậy đuổi ông ta ra khỏi cổng. Nói gì thì nói, vừa qua 100 ngày của bà, khăn tang còn chưa có gỡ xuống, ai cho phép họ tới đây để làm loạn. Đấy là chưa kể người đàn ông đó chẳng có chứng cứ gì cả, muốn đào thì đào được chắc. Người chết cách đây 80 năm, nếu mà có hồn ma tật đi chăng nữa thì bây giờ phải sang kiếp khác rồi. Vô lý nhất là sụt đâu không sụt, lại chọn đúng cái thị giả của bà tôi. Đây là di vật sống giá trị nhất mà bà để lại cho toàn gia chúng tôi. Người ngoài đến chặt phá nó sau khi bà mất, tôi không biết đây là trùng hợp hay là cố ý nữa. Người đàn ông kia lời lẽ rất đành đá, chua ngoa. So với bình thường thì ông ta hoàn toàn khác. Tôi biết ông ta từ trước khi biến cố xảy đến. Ông ta không rượu chè, không gây gổ với hàng xóm, là người sống rất biết điều và có tiếng hiền lành. Có lẽ vì theo người nhà đến phủ cô tài nên bị vong nhập, đầu óc như hóa điên, mà khổ nhất là lại đi gây với nhà chúng tôi. Khi đó tôi vừa chấp nhận được suy nghĩ có cõi âm trên đời, nên ánh mắt nhìn người đàn ông kia có phần là sợ hãi. Không chỉ có tôi mà toàn gia đều cân nhắc lời nói của ông ta rất nhiều. Nếu mà thực sự dưới gốc cây tỷ có tiểu của bà cụ bê kia, nhà tôi không thể không trả lại. Nhắc tới chuyện cây thị, tôi nhớ lại một lần cách đây khoảng 4 năm. Hồi tôi còn học cấp 2, tôi từng thấy trên cây thị có ma. Từ hôm đó tôi vào trong nhà bà ngoại ăn cỗ, tàn cơm bọn trẻ chúng tôi rủ nhau đi chơi trốn tìm. Đến lượt tôi đi tìm, đoán là sẽ có anh nào đó trèo lên cây thị. Tôi ra bể nước trèo lên thành bể và đu sang cây. Trời tối mà tán thị rất dày, đèn ngoài sân không chiếu lên cao được. Tôi leo thêm mấy trạc cây, liền phát hiện một bóng người đứng núp sau thân cây, cách tôi khoảng 3-4 trạc. Tôi chắc mẩn là anh họ, cho nên là tôi tính trèo lên để bắt. Đu được 2 trạc thì ở trong nhà có người gọi, là mẹ tôi bảo muộn rồi thì về. Lúc đó tôi còn nhìn lên trạc cây kia một cái, thấy người đó vẫn núp sau thân cây, kiểu như là chưa biết tôi trèo lên vậy. Nghĩ thế nào tôi liền im lặng tụt xuống gốc thì, muốn để người đó trốn trên đó lâu một chút. Nhưng mà khi chạy đến nhà ngang, tôi thấy tất cả anh chị tôi đều ở đó, không thiếu một người nào cả. Tôi hỏi có ai trốn trên cây thị không, mọi người bảo điên mà trèo lên cây thị buổi tối, trượt chân ngã xuống bể nước có mà chết toi. Hồi đó tôi chỉ hơi sợ, về sau tôi không bao giờ trên cạnh cây thị trời tối nữa. Tôi đem chuyện đó kể lại với các bác, có người còn quát mắng tôi, có người lại bảo đúng là cụ bê rồi đấy. Trong nhà tôi phải đấu tranh tâm lý ác liệt. Bên ngoài người đàn ông kia không ngừng ném gạch đá vào sân nhà bà tôi. Sau cùng nhà tôi phải thỏa hiệp với nhà bên kia. Mẹ tôi nói rằng bà ngoại tôi vừa nằm xuống, cứ để người ta gây rối bên ngoài thì bà làm sao mà nhắm mắt nổi. Chuyện lại thuộc về mảng tâm linh, thực chất là rất khó để giải quyết. Chính quyền tôi không biết làm cách nào để can thiệp vào cái chuyện này. Thế là nhà tôi yêu cầu họ ký cam kết, dù cho bên dưới có tiểu hay là không, mọi chi phí và giá trị của cây thị nhà bên đó phải đứng ra hoàn trả cho nhà tôi. Nói cho cùng thì cây thị có đáng mấy tiền đâu, chủ yếu là giá trị tinh thần của nó. Nhưng tưởng là di sản của bà tôi để lại vĩnh viễn cho con cháu, nhưng mà không ngờ bà tôi vừa nhắm mắt, cây cũng chết theo. Hôm sau người ta cho xe cầu và máy cưa đến, thân cây thị to bằng 3 người ôm liền bị đốn hạ. Cành cây bị cưa bớt và đem vứt ở ngoài đường. Phải mất nửa ngày thì gốc thị mới được đào bật lên, rễ nó bao gần như trọn cả khoảng sân. Người ta còn phải phá cả sân để đào rễ nó lên. Hơn 8 giờ tối, cây thị chính thức được khai tử. Mẹ tôi suốt ngày hôm ấy chỉ ở trong giường thờ dưới nhà ngang, khấn vái hương hồn của bà. Tôi không biết mẹ tôi nói gì với bà, nhưng mà khi nghe kết quả về cuộc đào bới, nén nhang trên bát chợt cháy bùng dữ dội. Dưới gốc cây thị xung quanh bán kính khoảng 300 mét, đào bới tới 4 mét đất, hoàn toàn không thấy một mẩu xương nào cả. Cả khoảng sân của nhà bà tôi bị xới tung, người nhà hai bên cùng dân làng tìm kiếm, kết quả chỉ thấy độc đất là đất. Người đàn ông kia trước đó còn lớn tiếng chửi mắng, bây giờ lại lăn đùng ra bất tỉnh. Nhà bên đó phải đền bù xây lại hết những tổn thất mà họ gây ra. Mẹ tôi nói rằng dù có đền bù gấp 10 lần thì cũng không thể bằng được lúc ban đầu. Kẻ ác tâm chắc chắn sẽ bị quả báo. Cái cây sống lâu năm cũng thành người, giết nó rồi nhân quả báo ứng sẽ giáng xuống đầu chúng. Hiện tại đã là 5 năm sau ngày ấy. Người đàn ông trước khi vong nhập bây giờ đã hóa điên. Ông ta lúc mê lúc tỉnh, đi lang thang ở trong làng, không nhớ mình là ai.
Hỏi thì nói lúc là người này, lúc lại bảo là người khác. Thầy cúng cho biết vong nhập vào người ông ta không phải là cụ bê nào hết. Vong đó là âm binh chết đầm chết chém. Chính vì vậy ông ta mới đi gây sự quấy rối. Bản thân tôi cũng ngẫm ra câu nói của mẹ: cái cây sống lâu cũng sẽ thành người. Chính cái thị già kia thành một thành viên trong gia đình tôi. Từ tay bà tôi chăm bẵm cho nó phát triển. Bóng người tôi thấy hẳn không phải là ma, chỉ là cái cây đấy cũng muốn đùa chơi một chút. Nó hoàn toàn không có ác ý, quả thực nó đã bị chịu oan mà chết. Sau khi tị bị chặt, những chuyện lùm xùm quanh đám tang cũng từ từ lắng xuống. Thẳng đến 4 năm sau, tức là thời điểm trước đám giỗ của bà năm ngoái, nhà tôi mới lại có xảy ra chuyện. Cụ thể là tôi nằm mơ thấy bà. Trước đó các bác cũng mơ thấy nhưng mà thường không rõ ràng, hoặc là bà không có nói được, chỉ khóc và nhìn các bác mà thôi. Giấc mơ đó đặc biệt ở chỗ tỉnh dậy rồi mà tôi vẫn còn nhớ như in những chuyện xảy ra trong đó. Nếu ai từng mơ thấy người đã khuất, chắc chắn lúc dậy hai mắt sẽ bị nhiều ướt. Tôi cũng vì khóc quá nhiều cho nên phải dậy, má và mang tay chan hòa nước mắt. Trong mơ tôi thấy mình đứng giữa sân nhà bà ngoại, sau đó bà từ nhà ngang đi ra, vẫn hình dáng và điệu bộ quen thuộc như khi còn sống. Tôi bắt đầu khóc từ lúc đó. Bà vòng xuống bếp, tôi theo sau. Trên người của bà mặc đúng chiếc áo mẹ mới may cho bà lúc nhập niệm, mà áo len màu nâu sáng. Bà nhóm bếp nấu rượu như hồi còn sống, rồi quay ra nhìn tôi đứng ở ngoài cửa. Tôi nhớ là bà có cười và chỉ tôi lên trên nhà trên. Vừa đi bà vừa nói: gọi bố mày vào tao nói chuyện nhờ. Tôi thấy bà vào trong phòng, đó giờ là nơi đặt giường thờ. Bà chỉ cái hoành phi treo tường mặt hướng tôi, nhắc lại một câu nói: gọi bố mày vào đây tao nhờ có chuyện. Sau đó tôi mở mắt, giấc mơ tương đối nhẹ nhàng. Tôi nhầm lại lời của bà trong mơ. Nghĩ có việc quan trọng nên tôi chạy đi tìm mẹ, kể cho mẹ nghe hết đầu đuôi câu chuyện, rồi giục bố vào xem bà nhờ cái gì. Mẹ tôi liền vào trong nhà bà ngoại, bảo với các bác chuyện bà chỉ cái hoành phi ở trên giường thờ. Anh họ tôi khi đó cũng có nhà, hoành phi là từ thời ngày xưa cho nên được treo khá là cao. Mẹ và bác tôi thắp hương xin phép các cụ cho anh tôi trèo lên tháo cái hoành phi đó xuống. Anh tôi vừa bước lên giường thờ, nhìn mặt trước mặt sau của hoành phi một cái thì đột nhiên kêu lên. Mặt tường sau của bức hoành phi đùn lên một tổ mối rất là lớn. Nguyên phiến gỗ áp tường đã bị mối xông đến rỗng ruột. Mặt ngoài do còn nước sơn cho nên là không có nhìn rõ. Anh vừa động vào bức hoành phi, những cái chỗ đóng đinh và chỗ móc treo ngày trước đều bung hết. Bác và mẹ tôi phải cắn cái miếng ni lông để hứng cái gỗ cùng mối rơi. Bác cả bảo bà quá thiêng, nếu không báo sớm để tới mùa mưa, kiểu gì cái hoành phi ấy cũng rơi xuống, rồi cũng đến đổ vỡ hết bát hương trên giường thờ mất thôi. Mấy người trong nhà lại họp bàn với nhau rằng bây giờ bà đã đủ ngày đủ tháng, nói ra lời như vậy chắc là đi gọi được rồi. Phủ cô Tài lúc đó cũng đã đóng cửa, câu chuyện đi đâu không ai rõ. Gia đình tôi hỏi han vài nơi thì cũng có một nhà áp phong chuẩn lắm. Mẹ tôi và bác hai liền quyết định đem lễ qua nhà đó để nhờ gọi hộ. Nhà này không áp vong vào thân nhân, phong gọi lên sẽ nhập vào thầy. Mẹ tôi bảo đấy là đi gọi dí. Mẹ và bác đến đây vào ngày trong tuần, ở đây cũng đông người tới xem, nhưng mà không gian thì yên tĩnh lắm. Khác với vẻ ồn ào nhà cô Tài, ai tới đây xem cũng phải sắp lễ đặt trên điện thờ trước, xong ra ngoài chờ tới lượt gọi thì vào. Đợi hết cả tiếng mới đến lượt nhà tôi vào xem. Để cũng ghi sớ trong đó có họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, xong là trình lên điện. Hết phần thủ tục thì bắt đầu hành lễ chiêu hồn, đọc thần chú rồi ngồi xếp bằng nhập tịnh. Bác và mẹ tôi chắp tay khấn gọi tên của bà. So với áp vong vào người nhà thì áp vong vào thầy là không được chính xác bằng. Nhưng mà khi ấy tôi thấy thầy lắc lư người, hai tay giật giật, mắt từ trắng chuyển sang đỏ, miệng không còn đọc chú nữa thì nhà tôi đoán là bà đã lên. Có thể mẹ tôi quá tin vào việc áp vong nên khi kể lại diễn biến lần bà nhập vào thầy đó, lời nói của mẹ tôi có phần hơi thái quá. Cụ thể là khi bà lên, mẹ như nhận ra ngay người nhà mình, từ dáng ngồi cách bà để tay cho đến việc bà cuộn chầu ăn, thầy đều làm y hệt điệu bộ của bà. Mẹ tôi với bác tôi vừa khóc vừa hỏi: mẹ lên với chúng con đấy có phải không? 4 năm không có thấy mẹ, chúng con đau xót lắm. Khóc một thôi một hồi thì để cho người nhà tôi nín rồi mới nói: con đến với con tê đó phải không? Mấy hôm trước thằng mà nó chạy xe ở ngoài đường gây tai nạn, tao thấy nên tập đỡ cho nó đó, nếu không thì cũng chẳng sống nổi đâu. Anh mà tôi là con của bác Đê, đúng là tuần trước anh có bị tai nạn, may mà chỉ sức chân sức tay,
không có gãy dập ở chỗ nào. Câu đó thì phán là đúng rồi. Bác tôi liền vái lấy vái để, nó là nhờ mẹ trên linh thiêng phù hộ cho con cháu. Thầy lại tiếp tục: rằm tháng trước nhà thằng Hát nó làm lễ động thổ, nó quên mang lễ ra thắp hương cụ tổ, để cụ trách phạt, đồ đạc trong nhà tháng trước mất mát liên miên. Bác Hát là bác cả của nhà tôi, mẹ bảo lúc về hỏi bác có đúng hôm động thổ bác không ra cúng mộ bà hay không. Vì là đi xem ở đâu người ta cũng bảo là bác hợp cụ, nhà cửa con cái đều là do cụ nâng đỡ chở che. Bác bảo lễ bé nên chỉ làm trong nhà thôi, không có ra mộ gọi cụ. Quả nhiên tháng đó bác chết mất hai con lợn, bán hàng ga thì lỗ liên tục. Thế mới biết người âm cũng có vai trò lớn thế nào đối với người sống. Giống như họ luôn luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta, chỉ là có ý định tốt hay xấu thế nào mà thôi. Lực lượng tâm linh là một dạng sức mạnh tinh thần, như mẹ tôi nói là ảnh hưởng trực tiếp đến người sống. Dù không nhìn thấy nhưng nó lại tác động được vào tư duy của người sống, hướng người đó làm những việc bản thân không nhận thức hoặc là không mong muốn. Hiểu theo cách nào đó thì người âm là một ngoại cảnh không thể chống đối lại với người sống. Có những người căn cao số nặng, ngoại cảnh đó sẽ tác động trực tiếp đến sinh mạng của người đó, tức là làm gì cũng có người âm theo kèm. Một điều nữa đó là hành vi của người âm hình thành như thế nào, kiểu như vì sao người đó lại hại mình, hay là vì sao người đó lại giúp mình. Mẹ tôi cho rằng đó là duyên âm. Duyên ở đây là tuổi tác, vận mệnh, công mệnh. Khác với duyên của người sống, duyên âm thường mang ý nghĩa tiêu cực. Theo tôi thì một người khi nhìn thấy ma chủ yếu là do sóng não hai bên phát ra tương đồng. Tỷ lệ trường hợp ấy xảy ra không nhiều. Vì sao nó lại hiếm khi xảy ra? Đâu phải ai cũng có tần số sóng não trung hợp với hồn ma. Người sống với người sống còn khó nữa là. Nhưng mà để giải thích được tiếp, buộc lòng chúng ta phải tin trên đời này tồn tại người âm đã. Quay lại thời điểm nhà tôi gọi gì, thầy còn phán về gia đình tôi rất nhiều, nhưng mà tuyệt nhiên không nói đến cái bức hoành phi và cây thị bị chặt. Mẹ tôi đang được đà nên thầy nói gì cũng tin ngay. Tới chuyện năm nay bà tôi bảo tôi chắc chắn lấy vợ. Mẹ tôi về truyền đại lại bảo tôi làm gì thì làm, cuối năm là phải có con dâu ra mắt. Trong khi thực tế là tôi bây giờ chưa lấy được ai. Phán đúng được vài câu, nhưng để tôi phải phân vân và thực hư lời nói của thầy, có một chuyện mà tôi thấy đáng nghi lắm. Thầy phán nhà tôi có nuôi một vật đại hung. Ý thầy là bà tôi thấy vậy. Con vật đó nằm trấn yểm cả khu nhà, bà tôi không vào coi sóc gia đình tôi được. Nếu là con vật thì nhà tôi chỉ nuôi mỗi một con mèo già 10 tuổi. Nó không phải là mèo đen gì cả, thực ra nó chỉ sống quá dài mà thôi. Nếu nó là vật đại hung thì 10 năm qua phải có biểu hiện gì chứ. Thầy nói tiếp là con vật đó ăn bám nhà tôi, nhiều lần bà thấy nó dẫn hung tinh vào nhà, gây ra bệnh tật, đường làm ăn sa sút. Tôi thì bảo không phải con mèo, mẹ tôi lại nhất quyết đổ tội cho nó. Khi về nhà mẹ lập tức tháo xích phóng sinh, để nó đi đâu thì đi, không cho ở nhà nữa. Nhưng ngày tiếp theo tôi về nhà vắng khách hẳn, không phải là vắng bình thường mà là vặn hết việc luôn. Tôi bảo bố nói với mẹ cho tôi đi tìm con mèo về. Đuổi nó đi như vậy là cạn tình quá, dẫu sao nó cũng sống với gia đình mình 10 năm nay. Tôi không dám đề cập đến chuyện đi gọi dí nữa. Đấy là còn chưa kể lúc mẹ tôi hỏi làm cách nào để trừ được hung tinh. Thầy phán là phải mời người về nhà làm lễ. Mà người ở đây là ai? Chẳng phải chính là thầy hay sao? Từng nghe mà suốt cả ruột, giống như mình bị lừa vậy. Con mèo kia đi chán 5 ngày thì cũng lững thững về nhà. Nó gào ầm lên trên hiên. Đến lúc tôi mở cửa ra thì người ngợm đã đen nhẹm. Tôi phải tắm rửa và cho nó ăn đầy đủ. Mẹ cũng không có ý kiến gì nữa. Dẫu sao tôi nuôi thêm nó trong nhà thì cũng chẳng nghèo đi được. Tôi còn để ý thấy sau khi con mèo về nhà, nhà tôi lại có việc, so với hôm nó đi thì đông khách hơn. Mấy lời vô thưởng vô phạt của ông thầy kia thực chất là nhằm vào đối tượng ít ảnh hưởng trong gia đình. Ví dụ như là con mèo này, vì ông ta có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vậy nên thầy mới phán để nhà tôi có theo thì thầy sẽ giúp cho. Tôi kể tiếp chuyện hôm đi gọi dí bà tôi. Sau khi nói vãn chuyện, bà tôi thấy nhà các bác làm được gì và chưa được gì. Mẹ tôi mới hỏi ở dưới đấy mẹ gặp bố con chưa. Đợt chỉ làm 100 ngày cho mẹ, bố cũng về nhà đấy. Bà bảo là chưa gặp, trần sao âm vậy, đường xá xa xôi cách trở như vậy, muốn tìm được cũng khó. Nói đến tìm người, bác tôi sực nhớ đến một việc, lúc đó liền đem ra hỏi bà. Mẹ vẫn ở cùng chúng con, có sóc cho chúng con như vậy, đó giờ mẹ đã gặp cái vê chưa? Nghe thế như vậy thì đột nhiên thầy rơm rơm nước mắt rồi nói: nó chết lâu rồi còn đâu, ta đi tìm nó mà gặp nó ở cửa quan,
Nó đói khổ rách rưới lắm, tao nghĩ mà cứ thương hại nó. Ôi chào, cùng lúc mẹ và bác tôi đều lặng người đi. Xong cả hai liền khóc lên thành tiếng. Bác về từ mất tích từ lúc còn trẻ. Nếu bây giờ bác còn sống chắc cũng khoảng 58 tuổi. Mất tích hơn 30 năm. Chẳng chết thì cũng tìm về phía anh em họ hàng. Chỉ là lần nào đi gọi bác, mọi người đều nghe bảo là bác còn sống, có gia đình riêng, nhưng mà không biết vì cái gì mà không về. Ngày xưa lúc bác bỏ đi, có ai mắng mỏ trách cứ gì bác. Bà cũng thương bác lắm, chứ có lỡ của trách câu nào đâu, khiến cho bác tự ái mà bỏ đi. Nay thì bà bảo bác chết rồi, lại còn đói khổ rách rưới nữa, muốn hỏi bác chết ở đâu để mọi người đến nhang khói cho đỡ lạnh. Thầy nói rằng bác không còn mặt mũi để gặp họ hàng nữa, thế nên mẹ và các bác không cần tìm, gặp rồi chỉ làm khổ mọi người mà thôi. Cũng coi như là nhà tôi biết tìm bác về, bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng nhận được một câu như vậy, thực sự ai cũng thấy đau lòng. Ngoài mấy cái chuyện đó ra thì mẹ và bác cũng hỏi là năm sau bọn con tính chuyển nhà cho mẹ. Mẹ có ý kiến gì về chỗ ở hiện tại hay không, để năm sau bọn con đưa mẹ về nhà mới cho nó mát mẻ. Thầy phán là năm sau chuyển được rồi, đi sang khu quy hoạch của thôn cho gần hàng xóm láng giềng. Thế nghĩa là bà tôi đã ưng cho cái gia đình cải mộ vào năm sau. Theo như mẹ tôi được biết, khi vong thích trong người nhẹ nhõm, không có nặng nề như lúc ban đầu mới chết, thì có nghĩa là dưới mộ đã tương đối sạch sẽ, có thể định cho ngày cải táng, bốc dọn sang ngôi nhà mới. Tôi xin phép bỏ qua một khoảng thời gian tiếp theo một năm, vì cũng không có sự tình gì xảy ra lúc đó cả. Rất nhanh đến ngày chuẩn bị cải táng cho bà. Quê tôi có một mùa gọi là mùa cải táng, nó rơi vào khoảng tháng 10 âm lịch, khi trời bắt đầu se lạnh và ngoài đồng cỏ đã úa vàng. Chính xác thì nhà tôi tổ chức dọn bốc vào tuần trước. Công tác chuẩn bị kéo dài cách đó vài tháng, ngày giờ đều đã định, chỉ đợi con cháu về tề tựu đầy đủ là tiến hành đưa bà sang nhà mới. Hôm trước ngày hành lễ, nhà tôi có ra mộ gọi bà. Mẹ tôi bảo để bà xem con cháu phương trưởng báo hiếu thế nào, rước bà về nhà gặp lại họ hàng làng xóm một lượt nữa. Vì hôm sau nhà tôi cỗ lớn, mời hết thân bằng cố hữu tới dự. Từ đợt dỗ đầu tới nay, đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng bà được gặp đông đủ mọi người như vậy. Các anh chị tôi cứ nói nhỏ với nhau là biết làm sao được bà về hay không, cái này chỉ là thủ tục trong quan niệm mà thôi. Bác cả tôi nói bà sống khôn chết thiêng, kiểu gì ngày ngày bà cũng sẽ về với con cháu. Mà đúng là bà tôi về thật. Ngày còn sống bà ngoại có nuôi một con chó đen, bà đặt tên cho nó là Vàng, vì quý như là cục vàng vậy. Lúc bấy giờ nó mới được gần 1 tuổi, hiện tại nó đang là 6 tuổi, lớn và rất khôn lanh. Nhà làm cỗ, con chó lên dãy nhà ngang nằm. Bình thường thì nó hay sủa người lạ, kể cả là con cháu mà ít đến nó cũng sủa. Hôm đấy khách khứa đông, người ra người vào liên tục, thế mà con chó nó chỉ nằm yên, đầu gối lên hai chân trước, mắt nhìn vào trong gian thờ. Nơi đó ngày trước là phòng của bà, mà kỳ lạ ở chỗ, cứ một lát con Vàng lại ngẩng lên quẫy đuôi, kiểu như là có ai gọi nó vậy. Nhưng mà mọi người đều bảo đâu có ai để ý đến nó mà gọi làm gì. Bác tôi thích như vậy thì nói là nó nhìn được bà về. Chó nó nhớ dài lắm, chủ đi bao nhiêu năm về nó vẫn nhận ra ngày trước bà nuôi nó thế nào, mà bây giờ cứ y như vậy làm theo. Không sủa đã đành, con Vàng suốt buổi còn không thèm ăn cơm. Tôi đem cơm đến cho nó cũng không mừng, một mực nhịn đói cho đến tận tối. Mẹ nói chắc là bà cho nó ăn rồi, nhìn cả ngày không có kêu ca gì cả. Chỉ khi nhà tôi chuyển mộ xong mới thấy nó liền rời khỏi hiên, đi tới chỗ khác nằm bề hướng ra mặt cổng. Chắc nó thấy bà đi nên ngồi đó ngóng. Khéo trong nhà tôi nó là đứa duy nhất được gặp bà. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn còn ngóng bà về, đến hôm đấy xem như được toại nguyện. Người xem giờ cho nhà tôi phán rằng động thổ vào đầu giờ chiều là đẹp nhất. Thế là hơn 1:30 nhà tôi liền xuất phát ra mộ. Ngày xưa người ta quan niệm bốc mộ phải làm vào ban đêm, tức là lên nhà mới cho người âm phải tổ chức vào buổi tối để không bị trùng với việc của người sống. Bây giờ quan niệm đó đã bị bỏ hết rồi, người ta làm vào giờ nào trong ngày cũng được. Hơn nữa làm vào buổi sáng còn tiện hơn là vào lúc đêm canh ba. Nghi thức đầu tiên là động thổ nhà mới. Có một thầy cũng sẽ đọc bài khấn thổ công, đốt sớ như ông ấy hay gọi tên là hộ khẩu mới của bà tôi, hú hồn bà tôi về cho thổ công mặt. Có trong mỗi người một mảnh khăn tang trên đầu. Mẹ và bác tôi vừa ngồi vừa chắp tay vừa đọc kinh. Từ lúc bắt đầu hạ sẻng thì vái bà vái. Bên thi công là cháu trai của bà đứng ra động thổ.
anh tôi nghe thầy cũng đánh 3 tiếng kèn báo hiệu rồi mới bắt đầu xúc. Nhà mới của bà nằm trong khu nghĩa địa quy hoạch, xung quanh mộ xây thẳng tắp, hàng nối đâu vào đó rất đẹp. Thầy cũng bảo anh tôi để cho thợ xúc người ta làm, giờ phải sang bên mộ cũ của bà, đến giờ khai quan rồi. Nói luôn là bên ngôi mộ cũ nhà tôi đã có người sới đất lên từ sáng. Quan để dưới lòng đất lâu như vậy, nếu không đào trước để thoát bớt âm khí thì đến lúc khai quan mùi sẽ rất nặng. Biển đó các bác đã căng bạt và che chiếu hướng tây đủ cả. Che chiếu là để mặt trời đỡ rọi vào quan. Sự hôm đó không có nắng nhưng nhà tôi vẫn cử hành cho đúng thủ tục. Đất dưới mộ rất là khô, nguyên một tầng đất sét dày khoảng 3 mét. Mọi người đoán là trong quan tài mở ra sẽ không có nước đọng. Thầy cúng cắm một bó nhang to lên đầu mộ, lại khấn thêm một bài, đại loại là đủ ngày đủ tháng con cháu tề tựu về đây mà cửu mà để nhìn bà lần cuối. Đây cũng được coi như là lại mặt người đã khuất trước khi đào sâu chôn chặt. Con cháu mỗi người một nén cắm vào bó nhang to của thầy cúng, sau đó đứng thành hai hàng trên miệng huyệt chuẩn bị xem nắp quan mở ra. Đinh đóng ván đã dì từ lâu, hai anh họ của tôi đứng mỗi người một bên lần lượt bật hết góc quan tài. Lúc đó trong nhà đã có người không chịu được phải bỏ ra xa. Dù quan mới được phơi bảy nửa ngày nhưng bên trong vẫn còn kín mít. Vừa tháo đinh một lát liền có mùi yếm khí thoát ra bên ngoài. Anh con bác trưởng cầm cây móc sắt kéo vào đầu ván, chuẩn bị nghe thầy cúng hô bật nắp lên. Vì lần đầu tiên chứng kiến cho nên tôi có phần hơi sợ, cũng không tưởng tượng được bên trong kia có những cái thứ gì. Thầy cúng khấn xong mọi người vái lại, ông cầm lấy kẻng gõ mạnh lên một tiếng rồi hô khai. Lập tức anh tôi gồng mình kéo quan tài ngửa lên. Những người xung quanh bây giờ chỉ toàn là thanh niên, mẹ và các bác đã lùi hết phía sau để khấn vái. Tình hình bấy giờ tương đối kinh người. Đầu tiên là nắp ván được ngửa lên, mặt trong đó mốc xanh mốc đỏ, từng đám dày cộm bám chồng chéo lên nhau. Tôi nhìn mà không nhịn được rùng mình. Tiếp theo là tới bên trong mộ. Người đầu tiên nhìn vào lại con bác hai. Trước cả khi mọi người định thần, anh đã kêu lên chửa dốc vẫn còn nguyên. Một câu nói như vậy thôi đã khiến toàn gia của tôi sợ hãi khiếp người. Lập tức các mẹ và các bác đều bắt đầu khóc lớn, mỗi người một câu than trời than đất. Bà tôi khổ quá, tên 5 năm rồi mà vẫn không được sạch sẽ. Tôi cũng sợ cái mùi lạ, không dám nhìn xuống huyệt ngay lúc đó. Bác tôi bảo anh tôi để nắp quan lại, gia đình hội ý một chút đã. Bên cạnh các mẹ vẫn còn đang khóc thảm, các bố bảo nhau xem vừa thấy cái gì. Anh con bác hai làm như chắc chắn lắm, quả quyết rằng thấy người bà vẫn còn phồng ra phồng thịt bên trong, với cả một phần do đất ở đây khô nên thịt khó tàn hết. Bác cả cũng lấy một ít, bác bảo là đã sạch sẽ đầu đuôi rồi, tức là lúc bác nhìn vào chỉ còn mỗi sọ mà thôi. Các bác khác người thì nhìn thấy tay của bà vẫn còn dính đốt, người thì bảo áo quan của bà vẫn còn khô nguyên, không ai dám chắc là bà đã sạch sẽ hay chưa. Một bác còn bảo nếu mà chưa sạch thì đóng nắp lại, thêm một chuyến xe xuống lò hỏa tiêu ở Hải Dương mà đốt, đem cho về cho xuống mộ là xong. Các mẹ nghe thấy như vậy thì càng khóc lớn, làm vậy bà sẽ nóng và đau đớn lắm. Nhưng mà bây giờ đã mở quan ra rồi, đóng lại chôn tiếp không còn được nữa. Cùng lúc đó thì nhà tôi chạy đi mời một bác chuyên bốc mộ đến, hỏi xem bây giờ phải làm như thế nào. Bác ấy cứ bảo mở nắp lên trước đã. Một lần nữa anh họ tôi lại kéo nắp quan ra, mọi người xúm lại nhìn. Dù có sợ nhưng cũng phải nhìn để tận mắt rõ được thi bà đã sạch sẽ hay chưa. Tôi lấy hết can đảm nhìn, dù nói là người thân nhưng mà không nhất thiết tất cả mọi người đều không được sợ. Bà tôi mặc một chiếc áo len màu nâu sáng, quần tọa đen, tay xỏ găng, chân đi hài. Lúc đó tôi mới thấy đầu của bà chỉ còn lại xương, da thịt đã tàn hết mà xương cũng thuần một màu đen. Bác chuyên bốc mộ kia liền bước xuống mộ, vạch tay chân của bà ra xem. Vài anh chị đứng trên ngó theo, thì màu trắng vàng liền bảo thôi đúng rồi, bà vẫn chưa dốc hết. Tiếng của các mẹ lại một lần nữa vang lên, cả một vùng nghĩa địa tràn ngập những tiếng khóc ải oán. Nhưng mà bác kia bảo là không có việc gì, chỉ là do chỗ đất này khô quá nên da thịt khó tan, chứ dốc thì đã dốc hết cả rồi. Bác ta chào lên huyệt, bảo anh tôi nhóm một đống lửa lớn, nấu nước lá thị mà đổ vào, đổ ngập hết mộ, để qua vài phút thì sẽ có thể lấy được xương ra rửa. Khoảng 30 phút sau khi đổ nước lá thì bà kia mới bắt đầu xuống mộ để lọc xương. Mọi người bây giờ đã bình tĩnh lại, mỗi người một chân một tay đỡ xương lấy nước thơm mà ngâm rửa sạch sẽ. Được phần nào thì sắp vào tiểu phần đó.
Quá trình đó tôi chứng kiến được một nửa, cảm giác quả thực khó tả. Mà tôi cũng phục cái bác chuyên bốc mộ kia. Trong mộ nước đấy như vậy, bác đi ủng vào rồi còn đứng xuống nước, lựa chân không để dẫm vào bộ phận nào của hải cốt. Chỉ với găng tay mà bác ta mò xuống mộ, lấy lên những phần xương cốt đã bị róc hoặc là chưa róc. Chỗ nào đã róc thì cho vào chậu nước thơm, chỗ nào chưa bác lại tách thịt ra, tuốt đi tuốt lại cho đến khi sạch sẽ thì thôi. Vừa làm bác chuyên bốc mộ liền nói: bà tôi thế này là dễ rửa đấy, có những lần bác phải bốc mộ còn chưa tách thịt, phải dùng cả dao để lại thịt ra. Làm nghề này trên người nặng mùi tử khí, nếu mà muốn sống lâu phải là người có tâm, làm đến nơi đến chốn thật sạch sẽ. Tôi nghe thấy thân nhân của những người này thường rất phát đạt, giống như là người âm họ báo ơn cho vậy. Nhưng mà trước khi được hưởng phúc ấy, họ chắc cũng phải chịu bao nhiêu phen khốn đốn, thần kinh cũng phải rắn giỏi lắm mới có thể trụ được ở cái nghề này. Bằng chứng là trong một ngôi làng giỏi lắm chỉ có khoảng 4 người biết bốc mộ, hầu như đám nào cũng đến tay cổ họ, thường xuyên đối mặt với mộ mả như vậy. Nếu mà không có tâm lý vững vàng, chắc chắn là không ai dám làm. Còn cả vợ con người đó, thường thì nếu mà chồng làm nghề, vợ kiểu gì cũng phụ theo, nếu mà không sẽ khó mà sống được cùng nhau. Đấy là còn chưa kể vấn đề tâm linh tín ngưỡng, có khi đi bốc mộ xong còn về bị ám. Chuyện đó không phải là không có, quan trọng là cái tâm của người làm nghề này. Phải tự nhủ là mình không làm thì ai làm, rồi con cháu của mình về sau được hưởng lộc. Làm ít làm nhiều cũng vì phúc đức đó mà thôi. Phải mất đến 3 tiếng đồng hồ mới mò hết xương và rửa sạch cốt cho vợ tiểu. Đúng là không đến mức quá khó. Các anh tôi đứng bên ngoài ức xương đều bảo, bất kỳ nhấc lên hàng tảng, xong lọc ra từng cái xương một, bóp cho nát thịt rồi để sang một bên. Xương thì cũng bị róc hết rồi, chỉ cần rút ra là được. Bác ấy làm cẩn thận không sót bộ phận cốt nào của bà, nên mới bới đi bới lại đúng thịt. Có những đốt tay đốt chân nhỏ xíu, sợ không khác gì viên sỏi, bác ấy phải soi lên chỗ sáng mới có thể phân biệt được. Thịt chưa tan mà vẫn có phần xương bị mục nát, động nhẹ cũng mổn ra. Quả thực là rất cẩn thận mới có thể giữ nguyên vẹn được cái mảnh cốt đó. Xong rồi mọi người lại qua nhìn bà một lần nữa. Về sau sẽ đào sâu chôn chặt, vĩnh viễn không còn thấy lại nữa. Mẹ và các bác tôi liền òa khóc bà, giống như hồi bà mới mất. Nào mẹ bỏ con 5 năm trời bơ vơ, không ai đưa đường chỉ lối, bọn con biết đi đâu về đâu, rồi từ nay không còn được thấy mẹ trên đời nữa. Đau lòng con lắm mẹ có biết không? Từng nghe mà không kìm được nước mắt. Ngày bà còn sống tôi không được ở cạnh bà nhiều, chăm sóc chưa được bao lâu thì bà đã đột ngột mất, nghĩ mà cũng thấy đau lòng. Tiếp theo thì cũng chỉ đạo đóng nắp tiểu, con cháu khiêng bà lên, đi thật chậm và cẩn thận, không để tiểu bị xô đẩy, đưa sang nhà mới cho kịp giờ. Ông ấy cầm một bó nhang đi trước dẫn đường, vừa đi vừa hú hồn thật lớn. Anh còn bác trưởng cầm bó đúc theo sau, làm như lễ đưa vong về nhà vậy. Tới mộ mới, anh tôi luôn đẩy, anh tôi luồn dây thừng xuống dưới tiểu, theo lời thầy cúng đang khấn hương hồn của bà tôi mà từ từ hạ tiểu xuống. Chạm đáy rồi thì một người xuống dưới huyệt, nghiêng đầu tiểu và rút dây thừng ra. Thầy cúng bảo mọi người biếu cụ tiền mừng tân gia, sau đó mỗi người nhặt một nắm đất bỏ xuống mộ, tỏ chút lòng thành trước khi lấp huyệt lại. Vẫn có tiếng khóc trong đám đông, thầy cũng bảo bà về nhà mới rồi phải mừng chứ không được khóc. Sau đó ông ấy lấy mấy cái bát đập ngay bên cạnh huyệt mộ để thay cho tiếng pháo nổ. Tới lượt các con trai con rể của bà lần lượt lên xúc xẻng lấp mộ, bố tôi cũng xúc mấy xẻng. Sau đó vái bà vái coi như tạm biệt bà lần cuối. Đến khi mộ đã bị lấp, bác tôi dùng lưỡi xẻng đập nhẹ cho bằng phẳng, rắc tiền vàng lên trên để kết thúc buổi lễ. Việc xây mộ chưa tiến hành ngay hôm đó, phải đợi cho đất khô, bây giờ mới có thể đổ bê tông và đắp gạch lên. Nhưng mà hiện tại việc bốc dọn và chuyển nhà mới cho bà đã tương đối hoàn tất. Nhà tôi cho người lấy quan tài cũ lên, đem tất cả quần áo và ván gỗ của bà ra hòng ráo nước, tiếp theo tẩm dầu và đốt chúng đi. Đây là một trong những cách thông báo việc bà hết hộ khẩu ở nhà cũ, từ giờ có thể yên ổn về nhà mới. Hoàn tất rồi cho nên tôi liền theo chân mọi người trở về nhà bà ngoại. Lúc đó trời đã sầm tối và trên đồng gió lạnh thổi qua hun hút. Trải nghiệm của tôi dừng lại ở đây. Lần đầu tiên tôi được biết đến một thế giới tồn tại song song với cuộc sống của mình. Càng tìm hiểu tôi càng thấy những chuyện tâm linh thực chất cũng bắt nguồn từ chính cuộc sống này mà ra. Trần sao thì âm vậy. Những người chết đi ở thế giới này, họ sẽ lại sống ở thế giới khác, có khi là ngay bên cạnh chúng ta, vô tình hoặc hữu ý can thiệp vào cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không biết.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.